Em còn làm việc sau này nữa chứ. Sai đến đâu xử lý đến đó thôi. Anh chụp hình ghi hình tôi, anh ký xin phép chưa? Xin phép nữa hả? Để một chút tôi xin phép cho anh. Để một chút. Để một chút tôi đưa cái thông tư 67 của Bộ Công an để xin phép anh nha. Để chút xíu anh ơi. Bây giờ tôi xin phép anh ghi âm ghi hình đó nha. Để tôi giám sát anh hiểu không? Tôi nói cho anh biết nè. Anh nói mà cái từ tôi xin phép anh đó là anh đi về anh học lực lại đi. Tôi nói cho anh biết nha. Chứ còn theo thông tư 67 của Bộ Công an, tôi được phép ghi âm ghi hình ở những nơi tiếp công dân như thế này. Anh hiểu không? Còn mấy anh, tôi đưa giấy tờ cho mấy anh phải lập biên bản cho tôi. Chứ làm cho nhanh tôi để tôi còn đi. Còn nè anh nè, anh chuẩn bị có đơn với tôi luôn. Tôi nói cho anh biết trước vậy đó, sai đến đâu xử lý đến đó. Và bây giờ hiện tại nè, cái biên bản xử lý vi phạm hành chính mà cái chỗ ý kiến của người vi phạm ở đây, anh Tân anh tự ý anh ghi vô là đồng ý lỗi nha. Bây giờ tôi hỏi ảnh thì ảnh nói là tôi không được phép đi vô đây. Rồi bây giờ để tôi lưu cái này để sau này tôi làm cơ sở. Thì hồi nãy giờ anh công nhận nó vi phạm rồi không? Thì bây giờ tôi làm cơ sở sau này để tôi có khiếu nại đó, hoặc là làm đơn tố cáo. Thì đây là có để cơ sở để làm việc đó. Ngày hôm nay là anh làm ở đây là ngày 3 tháng 11 lúc 18:51. Rồi đó, vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Anh mệt.